Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh sẽ show up cho một người phụ nữ như em hai hòn. Không phải anh pha bùm, nó không có nổ. Ôi trời ơi, còn miếng lean body buổi sáng. It was at this moment that he knew he fucked up. Em ngậm lần hai viên được mà, thoải mái đi em. Đừng có cười sặc, trời ơi. Sao lâu chưa em? Em đến nửa tiếng rồi anh. À dạ. Tập lẹ lẹ đi để em còn chạy xô các thứ. Thôi tập chỉ đang có tâm trạng. Qua con bồ nó mới báo hai vạch buồn quá, nhậu đi em. Nhậu hả? À. Anh có món gì nhậu hay không? Anh thì có rượu thôi. Thử coi. Ừ, đây. Chuẩn bị đặc biệt cho em luôn. Bình rượu màu hồng. Wow, em thích màu hồng đó. Như duyên nồng của bao đứa. Đây. Ủa? Dạ. Nhưng mà anh chuẩn bị cho em màu hồng rồi đó. Mà em cứ cầm cái chai, cả cái chai hồng hồng này em tu hả? Nó là hết duyên luôn rồi đó. Đã nhậu mà còn duyên cái gì nữa là bảo đảm này vô là em bừng trái liền. Em sẽ như con cọp cái quẩy nát phòng ghim. Em tưởng thành con mèo chứ. Mèo gì thành mèo cọp luôn hả? Mèo cứng như ta. Mạnh mẽ lên. Mạnh, nó cứng quá. Rồi wow. Xong. Được rồi đó. Cứng mấy anh Tâm cũng lũng hết. Ghê dữ vậy ạ. Anh mạnh vậy. Đây, này rượu này nè, không chứa thành phần alcohol. Rượu này chỉ chứa thành phần làm cho người ta sung sướng và người ta mạnh mẽ, để người ta khi mà người ta lâm trận vô người ta là đẩy hì hục như con trâu mộng vậy đó. Và người phụ nữ lúc đó sẽ như là sông Đà lúc giận dữ, đúng không? Gào thét. Cuồng phong bảo tố. Chị anh à. Vô đi em. Nhưng tập gym hả? Ngại ngùng chứ em. Một chai rượu ân tình của Duy Nguyễn trao em. 100% đi em. Sao vậy em? Vậy thì từ từ thưởng thức. Cái này phải chơi một lần nhiều nó mới thức được. Ha. Không. Vô đi em. 100.000 một chai em ơi. Trời rượu xỉn mà. Sao? Nó cảm giác như là. Rồi cái nữa đi. Vô. Ờ mà không anh phát hiện rồi em ơi. Công nhận á, em cầm chai rượu em tu này nó bựa quá. Bữa nay lần đầu tiên trong cuộc đời. Em nói mà. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh sẽ show up cho một người phụ nữ như em hai hòn. What? Bậy à. Sao vậy? Đừng có cản anh. Đừng. Thôi anh. Cái gì? Đừng. Anh nhìn thấy em mặc đồ trắng em còn trông trắng lắm. Bảo đảm cái này lắm. Nó không tì vết luôn, nó đẹp mà nó đều mà nó tròn, nó không bị méo luôn. Thiệt. Trời đất ơi, quý lắm người ta mới cho coi. Đây, Hasaki. Hai hòn. Đẹp chưa? Wow. Quê hương xứ dừa nha. Cái này là quê hương xứ dừa của Đồng Khởi. Hôm qua là cái anh kêu bầu cũ anh nó ship là đẹp lên cho anh nó bữa nay nhậu đó. Này khác còn nãy nha. Ủa lại khác nữa hả? Khác, trời đất ơi, dòng đời đưa đẩy anh nhiều bầu lắm em. Rồi vô 100% nha. Ôi giời ơi, anh có nhìn thấy một cái điều gì không? Móng tay của em màu hồng nữa đây này. Ảo thật đấy. Trời ơi. Nói chung rồi 100%. Em hiểu lý do sao nhiều bầu chưa? Cái gì cũng tinh tế đó. Chu đáo. Rồi, chưa. Nhấp môi. Cách. Nhấp môi. Nó tràn. Chưa rồi đổi tay. À. Đổi tay cho nó thuận. Đây, để em đổi cho cả thế giới để em lo. Wow. Rồi, thôi. Okay. Bậy, giờ anh bỏ bồ cái rồi, giờ anh đi gọi là kèn cửa với ai, anh cũng có lỗi với lương tâm hết. Vô em. Đời. Vô. Đời xô đẩy ta mỗi người, mỗi cảnh. Vô. Đã quá à. Ly nữa đi anh, ly nữa cho hết bồ đi. Từ từ, em muốn phải thưởng thức nè. Đầu tiên em cảm nhận nó đi vô đầu lưỡi không? Tê, xong nó đi vô vòm họng đúng không? Đó, xong rồi đi vô lòng ngực. Trời ơi nó nóng, nó phừng. Bây giờ không, cảm giác của em là chỉ còn muốn là bùng nổ rồi đúng không? Vô. Ly rượu ân tình nhân ngày đưa tiễn. What the hell? Đưa em vào bến đổ Zimmer. Ly rượu chia tay bồ tặng ly. Để rồi giờ đây ta không rảnh làm thơ. Mà chúng ta cùng say nồng trong từng cúc rượu rì quất cao đẳng cấp. Là các dân chơi. Dân chơi là phải chơi như vậy nha. Ok. Vô. Chăm.
em hãy bỏ đi cái nét nhi nữ thường tình, em hãy gào thét như một con điên cho anh đi em ơi, em nói nhỏ quá, lớn lên, 1, 2, 3 vô. Anh, thế bây giờ lỡ mà về mà em còn muốn uống nước thì sao? Thì mua em. Thì có làm gì quá. Thì mua em. Nói chung là anh uống rượu trên còn tỉnh lắm em. Vô. Anh bảo đảm với em, trên thế giới 7 tỷ dân này chỉ có cặp đôi chúng ta là uống rì quật cao một cách ngạo nghễ, phong thái Việt Nam, phong thái Bến Tre. Okay. Đây là sản phẩm của quê hương chúng tôi, quê hương Đồng Khởi. Vào ngày 7 tháng 2 năm 1960, một phong trào Đồng Khởi đánh cho ABC Cút, đánh cho DS nhào. Vô. Đô chăm chăm. Là các dân chơi. Đi nữa anh. Em vô còn nhiều. Rồi em xin mời em đứng dậy. Qua đây mình làm cái lễ này cái. Em đứng bên đây. Anh đứng bên đây. Chúng tôi nơi đây, chàng trai cô gái Việt Nam, ly rượu Bến Tre ngạo nghễ. Và đây là chiếc máy của Mỹ Đế, của Stop Top On California. Bến Tre chào California. Phiếp nghiệp Việt Nam và phiếp nghiệp thế giới. Vô, mời các bạn. Vô. Mày mốt một chủ Tup Tup này qua Việt Nam thăm Duy Nguyễn, là Duy Nguyễn dẫn về Bến Tre đi ngang cầu Rạch Miễu nha các bạn. Wow, đã quá. Đã quá. Còn ly sao đây ta? Một ly hả? Thật ra là một ly thì em uống hết cũng được, nhưng mà uống san đi anh. Là kêu là cưa đôi đúng không? Ừ, cưa đôi nhưng mà uống chung một ly. Wow. Rồi vô, được. Tình cảm thấm môi nồng, nụ hôn gián tiếp. Cả cuộc đời ta chỉ hiếp mình em. Ăn hiếp nha các bạn. Mà thơ nó vậy chịu thôi. Rồi, ok. Ngay môi anh luôn. Mở ốc puro luôn em. Xong rồi. Sao anh còn ly nữa, anh còn nữa. Nhưng mà cái này để lần sau. Okay. Cái này là của anh. Của em thì mình cưa, còn của anh là để lại. What the hell? À, của anh để lại nhưng mà sau cũng phải cưa đúng không? Đâu để lại một mình anh vậy trời. Người đâu kỳ cục vậy? Thôi bây giờ đi vô công việc nè mấy em. Nhậu nhẹt cũng xong rồi. Say rồi, xỉn rồi. Mệt quá. Cái đồ đó mắc lắm nha các bạn. Cái đồ đó là rì quạt cao, hàng của Redcon đó. Hàng của Redcon mà nhà, anh phân phối độc quyền ở thị trường Việt Nam đó em. Mình xỉn bà đó rồi. Nãy giờ cho em uống cho em thấy đó, hàng này rất là đắt tiền. Nó là về dòng nước. Còn bây giờ đi tập thì mình uống dòng rẻ hơn, y chang thôi, cùng loại luôn. Cũng là Total World luôn. Cái kia cũng là Total World. Total World này là rượu thể hình nha bạn, là rì quạt cao đẳng cấp nhất hành tinh. Chứ phải Total World này là game nha. Game Total World là khác. Cái lon đó thì phải trên dưới 100 ngàn. Nó nồng nồng rồi đó. Rồi còn cái này. Cái hộp này thì... Cái hộp này thì đã bẹo à. Cái hộp này trên dưới 1 triệu gì đó không biết nữa, mà chắc mấy trăm á. Mà đại loại quy ra muỗng á thì một liều nó là chừng 30 ngàn cỡ à. Chừng 30 ngàn bằng chai nước ngọt bờ hồ chứ nhiêu. Đúng rồi, không bằng một ly trà sữa luôn. Chính xác. Còn cái chai đó nó cùng một liều nha. Nó tức là nó cùng một cái liều lượng á. Nhưng mà nó mắc hơn rất là nhiều, tại vì đó là hàng pha sẵn, hàng chế biến sẵn. Người ta mắc in USA, người ta để vô ta pha theo đúng tỷ lệ rồi ABC kiểu. Được. Uống vô một phát ra cảm giác nó sẽ khác. Qua nhiều khâu xử lý đúng không? Đúng không? Uống vô cảm giác nó sẽ khác. Và đối với anh á, có cảm thì mới xúc được, mà có giác thì mới phát được. Đó. Thì em đã uống được cái hàng đó rồi, thì bây giờ anh cho em uống cái hàng này coi cảm giác nó khác nhau. 5 minutes later. Ôi chén rượu của ngài đưa tiếng, làm sao để nhung nhớ phòng gym trong hoàn cảnh lockdown. BBT một đời ngạo nghệ giữa chốn xài thành, mấy ai bằng được Duy. Ngẫu hứng chơi giọng cổ luôn. Thơ văn này là trời. Bao giờ là cái lần đầu tiên nó sung sướng nhất nha các bạn. À thế à. Lần đầu tiên là cái muỗng đầu tiên bao giờ nó cũng đầy bột hết đó các bạn. Bột này là bột mắc in USA nha. Đúng rồi anh em ạ.
Tức là cái ý như Nguyễn nói á, là bột cái nằm trong cái ly, cái muỗng này nè, là nó nằm từ bên Mỹ nó sẵn luôn rồi đó, không phải là bình múc mà tự nhiên mình mở hộp là nó có à. À thế à, hiểu chưa? Do quá trình logistics á, em mở bình lắc ra cho anh đó. Mẹ tay chân đâu nó mà làm trời, bày hay vậy, bày hay hết. Tất cả đều là đồ Mỹ hết mà sao Mỹ này đá Mỹ kia. Tức là thằng Mỹ bột mà nó rớt trên Mỹ ghế. Xong mình lấy Mỹ khăn mình lau. Đâu, để em đổ cho. Trời ơi, cái tay này. Đây đúng không? Ờ. Tay em làm gì cũng đẹp mà anh, yên tâm đi. Con thử không biết đẹp không nha. Con thử không biết đẹp không, các bạn biết thứ gì bằng comment thử. Rồi, okay. Em biết thay đồ gì ta? Đổ hết đi em. Đổ hết nước chai luôn hả? Ok thật. Ây! Ây! Mới nói cái gì đẹp. À không, cái này do tác động của nước. Tự lươn lẹo. Không có nước cái gì. Ừ, đó. Rồi, ừ. Mình thì đẹp rồi. Ok. Ra hết chắc. Phụ nữ là những niềm đau, phụ nữ mang tới cho ta những cung bậc thần sầu. Nhưng mà cũng đem cho ta những cái là những điều phục thẳng các bạn. Ủa? Đem cho ta nhiều cung bậc cảm xúc. Ủa? Thế lắc mình như thế gì ba? Rồi xong. Không phải anh pha bùm. Không có nổ. Ôi, trời ơi, còn miếng lean body buổi sáng. Uống. Ủa, còn lean body. Lẹ đi nè. Rốt rụng cho. Đây. Má ơi. Im đó, tao tập trung. Biết nó nổ một phát nó. Trời ơi. Máy Mỹ của anh. Em bớt phiền đi em, để anh tập trung coi. Trời em đang hài mà bảo phiền. Ủa trời ơi. Người ta đàn ông thì khó tính chứ trời. Bạn làm nhất nha. Nó giữ. Yeah. Rốt không có lù đù bánh tre khó rốt chết luôn. Ok, của anh. Thôi tự rốt, để tự rốt cái này. Sao màu này nó đục hơn vậy đó? Tại nó có bọt. Oh my god. Vô. Sao? Vị nó ngọt hơn, ngọt. Nó nhẹ nhàng nhẹ hơn. Nhẹ hơn, dễ uống hơn. Dễ uống hơn. Không có cảm giác gắt nồng như kia đúng không? Đúng rồi, nếu là phụ nữ thì chọn cái này được hơn. Dễ uống hơn. Rẻ hơn à? Rẻ hơn. Rẻ hơn nhiều. Cái này chừng 30 quay đầu kia tới 100 quay đầu lớn. Ờ, 100, 30. Đó là cái trải nghiệm thứ nhất. Cái trải nghiệm thứ hai, 50%, không uống ly nữa. Cái này là bia rồi. Mày bia rồi, cái này mới rượu, hiểu không? 50% nha. Uống một lần 50% luôn hả? 50% xong là làm luôn đó, là chúng ta cùng nhau phập luôn á. Phập 2-3 tiếng luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha. Ủa trời ơi. Ok, rồi tốt. Hình như mới 45 mà ta. Trời ơi, 50 rồi. Cái này á, bình thường là em tới phòng gym em làm chừng 30 phút là em thở oxy rồi. What? Tức là em vừa đẩy yếu, mà em vừa nghỉ lâu, mà em vừa mất động lực nữa. Cái đó là cái ba giá trị mà game nó không thành công, hiểu không? Còn cái sản phẩm này á, là bia này nè, hoặc rượu cái kia, là giải quyết cho em ba vấn đề đó. Thứ nhất, em tập nặng hơn. Thứ hai, em có động lực hơn. Tức là em không có chán á. Em không có ngồi nghỉ lâu. Đó, hai cái tác dụng đó, nó làm cho mình tập rất là hiệu quả. Và thêm nữa là thời gian tập lâu hơn. Tập có thể là người thì 3 tiếng, người thì 4 tiếng, người thì 1 tiếng. Mà nói chung là hiệu quả rất nhiều so với cái lúc mà em không có đồ em chơi, đúng không? Wow. Rồi nữa không? Em 50 rồi. Thích thì uống thêm miếng nữa, không anh uống hết á. Uống là vô phập luôn á. Uống chơi. Vô là để cho quốc đó nha. Quốc. Đó, quốc nhiệt tình luôn á. Mới được nha. Gào thét rồi nãy âm thanh hi-fi nha. Đang sản xuất này. Nè, các dân chơi. Nó chảy ở đây chứ. Nói chung á, em cuộc đời như Nguyễn. Sao môi nó ngọt ngọt tắt. Nó còn cái chút gia vị của môi anh đó. Nói chung á, cuộc đời của Duy Nguyễn này không có được cái gì hết trơn. Được cái nhiều tiền, cái nhiều sản phẩm. Nhưng mà thôi. Nhưng ở đây á, thì anh cũng có món quà anh tặng em. Chứ không phải nãy giờ, nói chung là cái tập của anh mà một khi bỏ con bồ này buổi tối là buổi sáng ngày mai thường anh có sẽ có bồ khác. Thế là anh phải nói thêm là nhiều tiền, đẹp trai, nhiều bồ. Cái này anh cũng biết là đúng hay sai nữa, mà định mệnh đời nó như vậy rồi. Really nigga. Bây giờ á, thì em lấy cho anh thêm một chai nước đi. Rồi xong rồi anh sẽ tặng một món quà. Bạn làm nhất nha.
Nói chung mà em mở bình nó ra giùm anh đi. Anh không được cái gì ngoài cái nhiều tiền mà. À, thế à? Mà trong tập á mà không có uống intra hoặc cao quá thì thôi. Ở nhà ngủ. Đúng rồi anh em ạ. À. Nói chung mà khi mà em chơi với anh á là em chuẩn bị đối phó với thằng mấy thằng anti fan đông lắm nha mấy em. Tại vì nó ghét anh lắm. Thôi anh yên tâm đi, em. Anh nói thiệt. Nó ghét anh lắm, tại vì nó thấy anh từ lưa hộp dưa hết là nó không thích rồi đó. Em không có quan tâm. Nhưng mà thường thường á thì mấy thằng đó thì anh sẽ nói với tụi nó nhẹ nhàng thôi. Cái đồ cái thứ không có tiền mua đi bột cao. Bình thường phụ nữ cũng không thích những người đàn ông như thế. Những người đàn ông mà chỉ có rồi tưởng là mới nói nhọt nhọt mình đang hay không, tưởng đâu nó không thích không thế. Không, không, không. Đời mà tao nói là cho buộc ghét cho ăn. Thấy không? Mở trời mà cái gì cám heo mà heo nhịn đói, heo nó ăn no rồi đâu nó đâu có ủng ủng điểm đâu, heo nhịn đói nó la. Rồi em đẩy ra giùm anh, rồi em lắc giùm anh. Em lắc rồi, em kìa động tác lắc tay đẹp nhanh không? Cũng lực nha. Cũng khác chứ. Khác chứ mấy nhỏ khác, em kêu lắc lắc kìa nè. Lắc kìa nè. Em nghiền tay xuống lắc nè anh. Nói chung á thì em đến với những với chương trình và đến với video thì em thấy em cũng có làn da của tôi đó ổn á. Làn da của em ổn đó thì hôm nay em tặng em thêm một loại vitamin xịn sò. Đẹp da hả anh? Ờ, đẹp da rồi trao đổi chất tốt rồi kích thích những cái hormone này nọ cho nó điều hòa, nó điều hòa cái cuộc sống nên nếu mà em là nam á thì nó kích thích hormone testosterone này nọ, hormone nam tính. Em là nữ á thì nó sẽ có những cái hormone khác. Ok. Thì đây là cái loại vua vitamin dành cho dân sport, dân thể thao á, dân vận động á. Nó không thể nào nó so với những cái vitamin kia nha các em, đừng có nghĩ vậy thì nó làm chết mẹ luôn á. Bình thường là em thấy người ta bán vitamin ở ngoài á thì nó khác gì so với cái này. Thôi cái đó chung là chuyện của người ta làm thì mình đừng có nói em. Anh chỉ nói em á là đây á là vitamin vua trong giới thể thao. Thấy không? Nó phải có những tính năng thành phần nó gọi là vượt trội. Rồi cái nguồn nguyên liệu nó phải là natural, nó đến từ thảo dược chứ nó không đến từ tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Đó, mà cái giá của này á thì nó thiệt em thì mới 1 triệu bạc. Mua nhiều thì nó còn rẻ chút đỉnh, chứ mua lẻ thì anh làm biến bán. Thì anh là công ty làm lớn. Mua thôi, không bán. Vẫn bán tất nhiệm thôi, vẫn bán nó mình láo. Nhưng mà hạn chế, để đại lý nó bán thôi. Đúng rồi. Bây giờ anh mời em 2 viên, uống 1 viên nó nỉ. Anh tặng em nha, này còn nguyên đai nguyên kiện nha. Dạ. Nãy giờ anh mới bóc tem, chứ không phải hàng second hand nha em. Okay. 2 viên. Cái này là dành cho nữ không à, hay là cả nam và nữ? Nam nữ gì đó, New Unisex em ơi. Nam nữ uống được hết. Chứ bây giờ anh phát triển một hàng chỉ nam với nữ không, mẹ giờ anh phải phát triển 2 loại. Đúng không? Anh Duy Nguyễn làm tính hết rồi. Cái gì cũng vậy thôi, nó phải thực tế. Uống được luôn đúng không? Uống đi. Em ngậm lần 2 viên được mà. Thoải mái đi em. Đừng có cười sặc, trời ơi. Bây giờ em đã bước vô thế giới siêu bích rồi, người ta nói gì nói kệ. Đúng rồi anh em ạ. Mình phải tỉnh. Đó là cái trình của một diễn viên. Mình phải tỉnh. Nó nói kệ nó chứ. Nó nói mà mình xì đâu được bạn. Nó to quá anh. Trời ơi, cái to hơn em làm rồi, cái này cái nhầm nhò gì. Đó. Em cầm cái hũ này về cứ ban ngày sáng là anh chơi. Cái hũ sáng là uống 2 viên lần. Ừ, cái sao hũ, anh à? Cái hũ này em tặng em rồi nha, ngày uống tối thiểu là 1 lần nha, cái này nè 1 muỗng, tối thiểu 1 ngày 1 lần. Tối đa. Tối đa 10 lần cũng được nữa. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.